Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em muốn giới thiệu tới mọi người sản phẩm đó chính là bộ điều hòa của xe Suzuki 550kg đến 750kg. Trong cái lần trước thì em có gửi tới mọi người một cái video rồi, nhưng nó cũng chưa cụ thể chi tiết rõ ràng. Trong cái video ngày hôm nay, em sẽ gửi đến mọi người chi tiết cụ thể với cái bộ điều hòa của xe Suzuki 550 đến 750 kg. Vì sao em lại gửi đến anh em hai kích thước, hai dàn nóng và hai quạt quạt để tỏa nhiệt tốt. Chúng ta đều dùng cánh đẩy với cái dòng mà lắp ở phía dưới gầm thì anh em lắp dàn dài này thì nó độ tỏa nhiệt nó tốt hơn. Còn chúng ta chế ngay phía trước thì anh em lắp cái dàn ngắn này. Cái về cái dàn nóng độ ngắn độ dài này là tùy thuộc vào cái vị trí anh em muốn lắp đặt nhé. Đây là cái lốc điều hòa Santic. Đây là cái lốc điều hòa Santic của hãng Kariu. Với cái sản phẩm này thì cũng có hai loại, nó một loại đó là chạy bản F và một loại chạy bản A. Giá thành của nó cũng có chút chênh lệch đấy anh em ạ. Cái sản phẩm của hãng này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm. Đây là hàng mới 100%, đảm bảo độ bền, chạy êm, không bị kêu. Đây là hai cái bích để chúng ta bắt lốc vào. Đấy, chân bắt lốc và khóa lốc. Và đây là buli trục cơ. Dàn lạnh của nó thì liền hộp và nó có bao gồm liền van luôn. Dây Kuroa của nó thì là dây hàng tốt. Đấy. Với cái bộ tuyo thì anh em bên em thì đã ép sẵn rồi, anh em về chỉ việc lắp ráp thôi. Đây, anh em nhìn này, cái mặt bích để bắt vào lốc thì nó đã liền trên cả cái đường này rồi, không phải qua một cái mặt bích chuyển nữa, nên là đảm bảo độ kín cho chúng ta. Trên hai cái đầu bích đấy thì nó có đầu lạp luôn, một đầu cao, một đầu hạ. Và đây là cái công tắc AC. Đây, điện 12V, phin nọc ga của hãng Chunghwa. Chủ yếu hàng chế bây giờ anh em chúng ta hay dùng phin sắt này, và của hãng này là khá là ok. Đây là cái đai để bắt vào dàn nóng khi anh em lắp ráp xong. Đây là cái dơ le ngắt lạnh, đây cũng là hàng chất lượng cao anh em nhé. Và đây là cái dơ le để đấu bảo vệ quạt. Đây, dơ le điện. Đây là cái van áp suất, anh em tháo cái này ra, là vặn cái này ra, chúng ta bắt van áp suất để ổn định bảo vệ cái phin nọc ga. Đây là cái buli trục cơ của nó. Đấy, đây là đối với đời bản F. Còn em sẽ bố trí em quay một cái video chi tiết cụ thể về cái buli bản A. Cái đấy thì là bên em đặt một cái quy cách riêng, nó không có chung với cả bất cứ bên nào cả. Đây là cái thanh tăng của nó. Với cái này thì nó không cần phải cái buli tăng như các loại điều hòa khác. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm đó chính là bộ điều hòa của xe Suzuki 550kg đến 750kg. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.